Rồi. Ngang 2m, dài 3m1, dài 23 phân. À, giá 120 triệu 3 vận chuyển. Hầu như không lỗi. Và em cũng đã, tấm em đã đóng chốt hai đầu rồi cho nó an toàn nha anh em. Và chắc gỗ đây cực kỳ êm luôn, rất là êm. Dấu dấu dơ thôi anh em. Cực kỳ êm luôn. Đấy, như em nói là tấm đây khác với những tấm gỗ đỏ thông thường là nó có vân chun hai bên này anh em. Nó rất là rực rỡ luôn, hoàn thiện. Em mà phun lên nữa thì vô nhà anh em ánh sáng tốt là đẹp mê người ạ. Dạ chào anh em. Em là Duy ở Tình Duy, chủ sập gỗ Hồng Gia. Thưa anh em là hôm nay em sẽ công khai với anh em giá của lô sập gỗ gò đỏ ở bên em. Dạ, dạ. Những cái tấm sập đây rất là đẹp luôn anh em, và giá nó chỉ từ 80 triệu trở lên. Và trong đó có rất nhiều tấm kích thước nó rất là lớn, mà đối với hiện tại đây thì kích thước nó đã là hàng hiếm rồi đó anh em. Dạ. Và thêm nữa thì là những cái tấm gỗ gò đỏ đây thì vân nó còn có vân chun nữa anh em. Đây là một cái cây rất là đặc biệt mà những cây gỗ gò đỏ khác nó không có. Dạ, cho nên là nếu mà anh em mà đưa vào nhà mà nhà anh em mà ánh sáng nó tốt á thì nó sẽ nổi cái vân chun lên rất là nhiều, thì cái điều đó rất là độc và lạ luôn anh em, mà nó không đẹp nữa anh em ạ. Đó thì do nó có nhiều tấm sập đẹp cho nên là anh em nào mà thích thì anh em hãy bắt máy lên liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0902 769 689, hoặc là liên hệ với em bằng tin nhắn qua cái số điện thoại mà em có để ở góc trái màn hình đó, Zalo nha anh em. Và Zalo ở góc trái màn hình đó em sẽ báo giá lại và em sẽ gửi ảnh chi tiết kèm video chi tiết cho anh em cùng xem. Dạ. Ok, chúc anh em xem video vui vẻ và lựa cho mình được tấm sập đẹp để chơi Tết nha anh em. Rất là cảm ơn anh em ạ. Chào chào anh em. Chào anh em, trước mắt anh em đang là hai tấm gỗ gõ rất là to và đẹp bên em. Cái thứ thì em có ghi trên mặt sập hết rồi. Mặt sập gỗ gõ gò đỏ. Thì em sẽ công khai giá của từng tấm luôn cho anh em ạ. Bên em là giá xưởng rồi, anh em yên tâm. Và thêm nữa thì em nói thêm nữa là những cái tấm trước mặt anh em đây nó kích thước nó rất là lớn anh em ạ. Kích thước rất là lớn cho nên là không sẽ tránh khỏi những cái tấm nó sẽ có chút lỗi nha anh em. Tuy nhiên em sẽ công khai hết với anh em. Có sao nói vậy, công khai hết cho anh em mọi lỗi lầm ở trên tấm sập đây, những cái bộ đây. Thực ra còn vài tấm nữa xí nữa em sẽ cẩu ra cho anh em xem, chứ đây vẫn chưa phải là những cái tấm cuối cùng nha anh em. Đây, tấm đầu tiên giới thiệu tới anh em. Đây là tấm có ngang 1m8, dài 3m23 và dài 21 phân. Tấm này rất là đẹp luôn anh em. Tấm này rất là đẹp, nó chỉ bị ren nhỏ, ren gió. Anh em hiểu không? Ren gió thôi chứ không phải là bị nứt nha anh em. Ren gió. Và cái logo ở đây của em rất là đẹp luôn. Nếu mà anh em xem video trên kênh em, anh em sẽ thấy ren gió rất là đẹp luôn. Chắc gỗ đây rất là êm luôn anh em xài không bao giờ phát sinh thêm lỗi gì cả, và không bị xé gỗ luôn nha anh em. Gỗ không bị xé, không bị bo vê đâu anh em. Nó không giống như nhiều cái dòng gỗ khác. Đây, vân nó nổi lên rất là ấy. Nhà anh em nè, nhiều ánh sáng á, anh em đưa bỏ vô nhà nó sẽ rất là đẹp luôn. Nó sẽ nổi những cái chun hai bên lên rất là đẹp. Nó khác với cái dòng gỗ gõ mà đợt đầu năm em làm cho anh em xem. Chất lượng hơn. Mà giá cả thì chắc cũng vậy thôi anh em. Giá cả chắc cũng vậy thôi. Tấm này 1m8, dài 3m23 và dài 21 phân. Giá công khai của nó là 80 triệu. 80 triệu bao gồm vận chuyển và cặp chân đế. Cặp chân đế gỗ gò đỏ luôn. Cặp chân đế giống như vậy này anh em đó. 80 triệu nha anh em. 80 triệu đồng bao gồm vận chuyển. Nè anh em, đây là cạnh bên. Ô sập. Và tấm đây có lỗi ở chỗ đây, không phải gọi là lỗi đâu anh em, nó bị ren gió chỗ đây. Chỗ đây thì bên em đã thẩm mỹ lại rồi. Chỉ vậy thôi. Đầu kia cũng bị vô xíu. Đầu kia vô xíu là hết rồi. Khúc chưa tới 20cm nữa. Chưa tới 20cm nữa khúc chỗ đây thôi này anh em. Mà anh em xài không lo. Hứa với anh em là không lo bị xé gỗ anh em ơi. Không lo bị phát sinh thêm lỗi. Nha. Yeah. Em sẽ quay bên đây cho anh em xem.
Đó, đầu cảnh rất là đẹp luôn. Này anh em, nó cũng bị sẽ bị ren chỗ đây cái, ren về chỗ đây cái, tầm 20. Còn lại là không lỗi lầm gì cả. Rất là đẹp luôn. Em còn mấy tấm 2 mét nữa, xí nữa em sẽ đem ra cho anh em xem. Đối với kích thước như vậy bây giờ cũng thuộc dạng hiếm rồi đó, cũng khá là khó tìm rồi anh em, với một cái tấm đẹp như vậy nha anh em. Em xin nhắc lại là giá của tấm đây, tấm số 1, ngang 18, dài 3m23, dài 21 phân, giá 80 triệu. Ok, sang tấm thứ hai. Tấm thứ hai này cũng rất là đẹp luôn, này văn rất là đẹp luôn. Ngang 2m1, dài 23, dài 3m2, giá công khai là 140 triệu 3 vận chuyển. 3 vận chuyển luôn nha anh em, và cặp chân đế luôn. Cái đây vẫn chưa là hoàn thiện nha anh em, đây chỉ mới là phun lót thôi, nhưng mà chắc nó rất là đẹp. Đây anh em, đó, như em đã nói, già anh em nào mà nhiều ánh sáng thì bỏ vô rất là đẹp luôn. Những cái tấm lớn là không thể tránh khỏi được có chút lỗi nha anh em. Chút lỗi là lỗi gì? Lỗi xé gỗ hay là lỗi tim, đường tim, hay là nó bị gì? Bị ren chỗ đây xíu. Hầu như là không thấy lỗi đâu anh em. Làm lên anh hứa anh em luôn, em công khai lỗi, chứ nếu mà em không khai lỗi thì anh em chắc chắn hứa luôn anh em sẽ không bao giờ anh em thấy lỗi đâu. Đây, cái cạnh nó rất là đẹp luôn. Cái chỗ này là cái văn gỗ nha anh em. Nè anh em, cái văn gỗ này chứ không phải đường đất này, anh em xem nhé. Cái văn gỗ, tôm gỗ rồi này đó, anh em thấy không? Đó, cái văn gỗ này, đó. Cái chỗ là rõ ràng nhất này. Đó, cái văn gỗ đó nè. Tự nhiên. Đó anh em. Xíu nữa sẽ lên tấm sọc này quay cho anh em xem. Ở đây là cạnh bên. Đó, em cũng đã đóng chốt hai đầu luôn cho nó an toàn rồi. Mặt rất là đẹp luôn. Hầu như là không lỗi không tì vết cho anh em. Thực sự những cái tấm đây em để lại là hầu như không lỗi không tì vết. Bữa nay em chỉ đem ra những cái tấm đẹp cho anh em xem thôi nha. Đó, cạnh bên nó đó anh em. Những tấm này rất là đó, anh em thấy chùm nó nổi không? Dữ dằn luôn. Tấm này ngang 2m1 nha anh em, em nhắc lại ngang 2m1, dài 3m2 và dài 23 phân. Thông thường nó sẽ dài 20 thôi anh em, nhưng mà gỗ đang đẹp cho nên mình lấy thêm dài 3 phân. Gỗ đang đẹp nên mình lấy thêm dài 3 phân đó anh em. Cái đầu nó rất là đẹp luôn, cạnh bên nó thì khỏi mê luôn. Cái dòng gõ đây nó khác với những dòng gõ thông thường nha anh em, nó có vằn chun. Vằn chun khi gặp ánh sáng thì nó sẽ nổi lên dần gần 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 đây này. Cái đây nếu mà em hoàn thiện anh em sẽ thấy nó đẹp hơn rất là nhiều. Em sẽ cố gắng làm hoàn thiện những cái video đây cho anh em xem lúc mà phun hoàn thiện. Gỗ gõ đây nó khác với những dòng gõ khác là nó có vằn chun. Anh em nên nhớ điều đó. Đó, vằn chun hai bên. Rất là nạt luôn. Ngang 2m1, dài 3m2 và dài 23 phân. Tính ra là mặt nó hầu như là không có lỗi lầm gì trên này. Mặt hầu như không lỗi. Giá 140 triệu 3 vận chuyển toàn quốc luôn nha anh em. Bất kỳ kể anh em ở đâu. Còn ở ngoài Trường Sa, Hoàng Sa thì hơi xa, thì chắc lúc đó anh em mình tính sau. Còn trên đất liền thì bất kỳ nơi nào nó cũng sẽ có giá đó cho anh em. Giá 140 triệu 3 vận chuyển đối với tấm số 2, ngang 2m1, dài 3m2 và dài 23 phân. Ok anh em, em sẽ tới kết thúc để anh em sẽ cậu, họ sẽ cậu những tấm khác ra nữa nha anh em. Ok anh em. Dạ đây là tấm số 3 anh em ạ. Tấm số 4, 5 thì chắc chiều em mới cậu ra cho anh em xem được. Đây tấm số 3, ngang 2m, dài 3m1, dài 23 phân. Hầu như không có lỗi gì hết anh em. Hầu như không có lỗi gì hết. Đó, mà đặc biệt thêm nữa như em đã nói ngay từ đầu là tấm đây là nó khác với những dòng gỗ gò đỏ khác, nó có vân chun anh em, có vân chun, cho nên nó đắt giá ở chỗ đó. Nhưng mà giá em bán ra thì nó không hề đắt anh em, bên em vẫn là bên xưởng thôi, rồi mong hàng ra nhanh thôi chứ không bán đắt. Và tấm đây em công khai với anh em luôn là giá nó là 120 triệu 3 vận chuyển.
bao gồm cả cặp chăn đế. Dạ, ba vận chuyển của anh em rất là đẹp luôn, em sẽ quay từ cho anh em xem. Phần chuồng rất là nhiều luôn, và tấm đen nạc, mặt tiền hầu như không, không có một, hầu như là không lỗi anh em. Nếu mà anh em nào mà đưa vào nhà mà mặt nhà nó sáng á anh em, nó sáng thì không còn gì để nói nữa, có đầy đủ ánh sáng á. Đó, cạnh bên đó anh em nhìn phê không, có văng chun luôn mà. Đây, ngang 2m, dài 3m1, dài 23 phân, giá 120 triệu ba vận chuyển, hầu như không lỗi. Và em đã tắm, em đã đóng chốt hai đầu rồi cho nó an toàn nha anh em. Và chắc gỗ đây cực kỳ êm luôn, rất là êm, dấu dơ thôi anh em, cực kỳ êm luôn. Đó, như em nói là tấm đây khác với những tấm gỗ đỏ thông thường là nó có văng chun hai bên này anh em, nó rất là rực rỡ luôn, hoàn thiện. Em mà phun lên nữa thì vô nhà anh em ánh sáng tốt là đẹp mê người ạ. Ngang 2m, dài 31, dài 23 phân, giá 120 triệu ba vận chuyển, bao gồm cả cặp chăn đế gồ gõ luôn nha anh em. Ok, bây giờ quá trưa rồi cho nên là chiều em sẽ đưa em ra những cái tấm khác cho anh em xem nữa. Ok, tiếp theo để chuyển qua những cái tấm máy, em sẽ ưu tiên trước những cái tấm to và khủng ở bên em trước nha anh em. 1, 2, 3 là rồi, hiện tại đang có 7-8 lần anh em ạ. À, em sẽ ưu tiên những cái tấm to khủng ở bên em trước. Trước tiên là tấm số 4 đi, ngang 2m42, anh em nhớ nha, 2m42, dài 3m3 và dài 25 phân. Ok, tấm này em bán là 230 triệu ba vận chuyển toàn quốc mình. Tấm đây đẹp gần như hai mặt anh em, đẹp gần như hai mặt. Thực sự là để ra được cái tấm đây thì cái cây nó phải ra đường kính 2m6. 2m6 là tấm bên đây này, xíu nữa em sẽ quay cho anh em cho xem. Hơn 2m6 anh em, tầm 2m70 mấy, gần 2m8 á. Đấy, thì mới ra được cái tấm đây. Và tấm đây hầu như không có lỗi gì hết, nó chỉ bị ren nhẹ thôi. Tấm đây cực kỳ hiếm rồi anh em, nói chung là nó cũng quý rồi, 2m4 lần mà, 2m4. Và em cũng nhắc lại nha anh em, là cái cây đây nó khác với những cây gõ thông thường. Cái cây nó có văng chun anh em, cái cây nó có văng chun nè anh em thấy không, rút ra ngoài ánh sáng mà nhà anh em mà tốt á là nó sẽ nổi văng chun lên như vậy nè. Đó, rất là đẹp luôn. Cái điều đây mà những cái cây của gõ khác nó không có, nó không có được. Đấy, cái cây nó có văng chun này đó, anh em thấy không, rất là hiếm mới có được cái cây như vậy. Và cạnh bên của nó đây, cạnh bên đây em là cẩn thận và đóng cùm hết hai đầu rồi anh em. Tấm này nó rất là lớn cho nên là em đóng cùm hai đầu, em là đóng cùm hai đầu rồi. Đấy, hôm nay trời trên em nó cũng hơi âm u anh em, nên em ra ngoài nắng, ngoài trời thì nắng nó nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà nó đã làm nổi cái văng chun lên rất là đẹp rồi anh em. Đó, đây nào, rất là đẹp luôn. Dòng gò đỏ mà có văng chun như vậy là rất là hiếm nha anh em. Em nhắc lại rất là hiếm, ít khi có được những cái cây như vậy. Đó anh em. Đấy, đây là tấm số 4 nha anh em. Em xin phép quay lại cái mặt cho anh em xem, cái mặt sập cho anh em xem, rất là đẹp luôn. Wow, tấm đây đưa ra ngoài đây anh em thấy mà, chứ mà đưa vô nhà nhìn nó cũng rất là bề thế, rất là to, khủng hoảng anh em, rất là khủng á. Ok, em xin phép chuyển qua tấm số 5. Tấm đây là ngang 2m6 anh em, dài cũng 3m3 và dài 40 phân. Anh em nhớ nha, ngang 2m6 này, tấm này 2m4 mà 2m6, hai tấm khủng nhất ở bên em, thuộc cái cây to nhất trong năm nay em sẽ.
Thậm chí là cái cây này cũng ít ai mà xẻ được cái cây mà có cái vân to như vậy luôn nè. Dạ. Ngang 2m6, dài 3m3, dài 40 phân. Đấy, rất là đẹp luôn. Giá nó chênh lệch hơn kia xíu thôi anh em. Giá nó bao vận chuyển cho anh em là 240. 240 triệu thôi anh em ạ. Tấm này thực sự là lúc đầu mới về em á, để đưa được về Gia Lai em thì bên em phải xẻ mỗi bên một ít anh em. Xẻ cái bành nó đi, cái bành nó to lắm. Bỏ vô thùng container không có kịp, không có được mà phải dựng đứng lên anh em. Phải xẻ như vậy cỡ đó luôn ạ. Đó, trời nó ít nắng anh em thông cảm nha. Nếu mà xíu một nữa mà nắng là đẹp thì em sẽ quay lại cái video đó cho anh em. Trời hôm nay trên em âm u quá. Năm nay thời tiết khá là lạ luôn. Đây là cái mặt sập đây. Nó cũng có vân chun hai bên luôn nha anh em. Cái cây gõ đây nó có điều đặc biệt như vậy, nó vẫn có vân chun ở hai bên. Chứ không phải là không có, mà do là ánh sáng nó yếu nè anh em. Trời rất là âm u nè. Ánh sáng nó kém cho nên là mình quay nó không được vừa ý lắm cho anh em xem. Tuy nhiên nhà anh em nào mà ánh sáng tốt là anh em sẽ thấy được cái điều em nói. Mà lúc nãy cái tấm số 5, số 4 ở đây em đã quay cho anh em xem rồi, đúng không ạ? Vân chun nó nổi lên rất là nhiều. Tấm này rất là dày. Đây cạnh bên đây này anh em, dày 40 luôn. Đóng hai chốt luôn anh em ơi. Đó, đóng hai chốt luôn. Cái cạnh bên nó rất là đẹp luôn này anh em ha. Giờ mình đã sạc bớt đi rồi đó. Cạnh bên nó còn tinh lõi luôn rồi. Cạnh bên của bên đây đây, nó còn tinh lõi rồi. Để em quay đầu dưới đây cho anh em xem. Đấy, đẹp quá anh em ha. Ngang 2m6, dài 3m3, dài 40 phân. Giá ba vận chuyển là 240 triệu. Cực kỳ rẻ luôn. Cực kỳ rẻ luôn. Dòng cỏ đó đây anh em xài rất là êm anh em ạ. Xài rất là êm. Thật sự là nếu mà xíu nữa mà nắng mà nó còn có thì em sẽ cố gắng quay cho anh em thấy được cái bằng chun của nó anh em ha. Còn bây giờ thì được nhiêu đây thôi anh em ạ. Trời đã tối quá. Trong sự nó tối rồi và ngoài đây nó cũng không được sáng hơn bao nhiêu. Anh em thông cảm. Ok, sau hai tấm này thì em sẽ gửi tới anh em hai tấm cực kỳ đẹp hơn nữa. Mà kích thước nó nhỏ hơn thôi. Anh em ha. Nó kích thước nó nhỏ hơn thôi. Ok anh em. Giờ đây anh em, đây là hai tấm cuối cùng em muốn gửi tới anh em. Tấm số 6, ngang 2m2, dài 3m1 và dày 30 phân. Giá công khai mà em muốn gửi đến anh em là 160 triệu đồng bao vận chuyển nha anh em. 160 triệu. Bao vận chuyển. Tấm này rất là dài anh em. Đưa vào nhà cũng kỳ bề thế. Và em nhắc lại điểm đặc biệt của cái cây đây này anh em là nó có vân chun. Nó có vân chun gù gò đỏ và có vân chun giống cầm hồng. Có vân chun nhưng mà là nó không phải ở cây nào nó không có được cái vân chun giống như cái cây đây nha anh em. Không phải cây nào có vân chun giống cây đây. Nên cây này nó rất là đặc biệt luôn. Quét mặt tiền của nó cho anh em xem. Đấy. 2m2, dài 30, dài 3m1, giá 160 triệu đồng bao vận chuyển. Chăng giờ quá anh em thông cảm nha. Cái nền đất đi lại nó dơ nó bụi lắm. Đó nè, đứng bên kia sẽ nhìn rõ hơn. Anh em đợi một chút. Đây là hai cạnh bên của nó nè. Em đã đóng cùm rồi nè anh em ơi. Em đã đóng cùm rồi. Đấy. Đây, cái đầu này rất là đẹp luôn.
Hiện tại thì chờ nó cứ râm 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 anh em ơi, cho nên là nó rất là khó chịu. Chờ nó cứ mù sao, nó khó chịu. Cùng một cái cây với những cái tấm ban đầu nha anh em, cùng một cây hết anh em. Anh em có những cái chất gỗ, như cái văn chun của nó là anh em sẽ biết. Đó, nhà anh em mà ánh sáng tốt là văn chun đây và đây nó sẽ nổ lên rất là nhiều ạ. Ở giữa là văn núi này anh em, văn núi rất là đẹp luôn. Tấm này rất là nạc nha anh em, tấm này nạc lắm, vuông vức vuông thành sắc cạnh luôn rồi ạ. Vuông thành sắc cạnh luôn rồi. Đó anh em ạ. Ok, mình sẽ quay tổng quan tấm này xíu, rồi sẽ quay qua sang tấm thứ 7 và kết thúc video này với cho anh em. Đấy. Ok, tiếp theo qua tấm số 7. Đây, đây là tấm cuối cùng mà nó cũng rất là đẹp anh em. Anh em là thích chơi phe cạnh thì tự nhiên thì ra là sẽ chơi tấm đây đi. Tấm đây phe cạnh tự nhiên. Đi vuông được tầm 1,5 m. Do chỗ đây nó bị eo lại anh em. Ở chỗ cạnh đây hay cạnh trên gì đấy. Đây này anh em. Đó. Khúc chỗ đó nó eo lại cho nên nó nhỏ. Nhỏ bớt. Đây này. Cảnh tự nhiên nó nè, đó anh em thấy đẹp không? Cảnh tự nhiên rất là đẹp luôn. Quay trước cái cảnh cho anh em xem nha. Đấy. Ok. Còn đây, đây là mặt tiền của nó. Mặt dưới văn nông rất đẹp anh em, do nó ngoài bìa, tấm này ở ngoài bìa anh em. Cho nên nó mới bị eo eo vô cái cạnh nó bị uống cong như vậy, uống lượng như vậy. Mà giờ uống lượng như vậy mà nó tạo ra được cái văn như vậy. Đó, và văn chun. Và văn chun. Một đầu 2 m, đầu 21, dài 3 m 3, dài 20 phân. Cả đều rối là phun lót thôi nha anh em, chứ chưa có phun hoàn thiện. Phun hoàn thiện bao đẹp hơn anh em, bao đẹp cho anh em, chắc chắn sẽ đẹp hơn như vậy rất là nhiều. Đó, đó anh em. Mấy vết này nó bị dơ. Đó anh em, văn rất là đẹp luôn anh em ha. Văn chun nó nổi lên hai bên này anh em. Hứa đẹp luôn, hiếm khi có cây gỗ đỏ nào mà có văn chun như vậy anh em ạ. Anh em bắt đầu cái bành nó to quá, mình phải cưa ra đó, cho nó căng đôi cái tấm sập. Ok anh em, tấm đây thì ngon rộ bộ rẻ và đẹp nữa anh em. Hai mặt hầu như không có tì vết gì cả. À em quên nói với anh em biết chứ, giá công khai của tấm đây là 100 triệu nha anh em. Giá công khai của tấm đây là 100 triệu, 3 vận chuyển toàn quốc và bao gồm cặp chân đế gồ gò đỏ luôn. Đó, cặp chân đế của nó đó anh em. Bên này không phải cặp chân đế của nó, bên này thì không phải. Đây là cặp chân đế của nó đó anh em ạ. Ok, em xin kết thúc video đây ạ. Chúc anh em, cảm ơn anh em xem, bỏ thời gian xem cái video dài thật dài này của bên em nha anh em. Chân thành cảm ơn anh em luôn ạ. Và chúc anh em sức khỏe nhiều, thật là nhiều.
Chào tạm biệt anh em ạ. Anh em nào có thích thì hãy cứ liên hệ với bên em nhé. Em sẽ gửi cho anh em một cái video chi tiết hơn về của cái những cái tấm sập này, của từng tấm sập, chi tiết ảnh, chi tiết và video chi tiết của từng tấm sập này đến đây mà. Ok, tạm biệt anh em ạ. Xin chào anh em, tiếp tục vài tấm cuối cùng. Trước mắt anh em đang là tấm số 8, ngang 2m3, dài 3m23 và dài 31 phân nha nè. Anh em nên nhớ là ngang 2m3, 2m3 rất là đẹp luôn. Tấm này ngang 2m3 cũng thuộc hàng khủng rồi đó anh em, rất là to rồi đó anh em ạ. Vân của tấm này rất là đẹp, và em nói thêm luôn là nhắc lại với anh em luôn, đây là cái tấm dòng gồ gõ, và cái cây này đặc biệt hơn những cây gồ gõ khác là nó có vân chun anh em, nó có vân chun. Giờ em quay nó hơi chiều rồi, nó cũng có nắng nhưng mà là vân chun nó không rõ ràng lắm, do nắng nó bị xéo xéo đó anh em. Thì anh em để ở nhà thì nắng ở trong nhà nó dội xuống thì anh em sẽ thấy nó rõ hơn. Đây nó mình cũng thấy vân chun nhưng mà nó không được rõ lắm anh em. Đây đó, hai bên đây này anh em cứ để hai này này. Đấy, đấy, ok. Tấm này ngang 2m3, dài 3m23 và dài 31 phân. Tấm này hiện tại em đang bán với giá là 180 triệu, bao gồm vận chuyển, bao gồm vận chuyển luôn rồi nha anh em, ba vận chuyển cho anh em toàn quốc, và cặp chân đế gồ gõ luôn, cùng cây với cây với bộ đây luôn. Đây này anh em, đó, đây là cạnh bên của nó, cạnh bên rất là đẹp luôn anh em ha. Cạnh bên hầu như những cái tấm 23, 24 bên em rất là đẹp luôn, nhất là cái tấm 24 anh em xem lại tấm 24, tấm 24 cực kỳ đẹp luôn. Đấy, ngang 2m3 nha anh em, tức là tấm này để mà làm về vuông thì tấm này phải phe cạnh bèo lắm, phải là tầm 2m6 trở lên em mới làm về vuông được, anh em hiểu không? Nghĩa là mỗi bên là nó phe cạnh nó xéo xéo lên vậy này anh em, nó đang xéo xuống như vậy này anh em. Đó, cái đây thì mình vẫn lấy mặt ngoài nó mà làm bằng tiền, bởi vì vân nó đẹp hơn. Ngang 2m3, dài 3m23 và dài 31 phân, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, vân rất là hay luôn em ha, vân đẹp luôn. Thông thường á, những cái tấm to, những cái tấm to như vậy này anh em, cái vân nó không được to giống như là cái tấm này đâu, vân nó không được to giống như cái tấm này, vân nó vân xoáy ở giữa nó không được to giống như những cái tấm mà của cái cây đây đâu anh em, nó sẽ nhỏ bớt và cái vân thẳng của nó bên ngoài nó rất là nhiều luôn. Đó thì cái tấm này cái vân giữa nó rất là to luôn. Đấy, mình sẽ quay cho anh em xem cái mặt tiền nó luôn. Rất là đẹp nha anh em, mặt tiền nó hầu như là không có lỗi luôn á, gần như không lỗi luôn á. Có là ren nhẹ chút đây thôi, nó ren nhẹ do mình không quét lót kịp thôi, còn lại hầu như không lỗi nè. Em thấy không? Đó là vàng chun của nó đó. Anh em cứ xem mấy tấm trước sao tấm này nó vậy, nó cùng một cây luôn anh em. Nó cùng một cây với những cái tấm trước mà em quay cho anh em xem á. Đó, đẹp không anh em? Gõ dày cái cỏ nào nữa. Đây là cây gõ đặc biệt nhất mà trước giờ em làm luôn anh em nhắc lại là cây đặc biệt trước giờ em làm luôn. Anh em cứ xem đi, không có cây gõ nào mà nó có cái vàng chun đâu anh em. Hiếm có cái cây gõ nào mà nó có vân chun nó giống cái cây này nè anh em. Nha anh em. Ok, chốt lại tấm đây, ngang 2m3, tấm số 8 này anh em, ngang 2m3, dài 3m23, dày 31 phân và giá bao gồm vận chuyển cho anh em, ba vận chuyển luôn và tặng cặp chân đế gồ gõ luôn là 180 triệu. Anh em nha. Tấm đây cực kỳ, nói chung là nó cũng thuộc dạng giờ cũng quý hiếm rồi anh em, do giờ gỗ không về Việt Nam nữa đâu. Cây gỗ lớn về Việt Nam ít lắm, hạn chế lắm anh em ạ.
Ok, không nói nhiều nữa. Qua tấm số 9. Tấm số 9 thì cũng giống như tấm khác thôi, ngang 2m, dài 3m4 và dài 22 phân. Thì tấm đây cũng giống như những tấm ngang 2m khác thì đều có giá là 120 triệu bao gồm vận chuyển. Bao vận chuyển cho anh em luôn. Đấy, 120 triệu bao vận chuyển cho em luôn nha. Anh em nên nhớ. Và cây cẩm này nó có đặc biệt hơn cây cẩm, cây gõ đây đặc biệt hơn cây gõ khác vẫn là ở cái là văn ở giữa nó to, rộng và văn thẳng của nó là có bao gồm cả, có cả văn chun luôn em. Điều mà những cái cây gõ khác hầu như là nó ít khi mà nó có được, hiếm khi có anh em. Đó, nhìn bề mặt nó đẹp anh em. Đây, đây là hai cạnh bên của nó nha anh em. Đấy, đây cũng là cạnh bên nó. Tôi sẽ đi lên cho anh em xem. Để quay bên này, quay cho nó đỡ chóa. Ngang 2m, dài 3m1, dài 22 phân. Giá 180 triệu bao gồm vận chuyển và bao cặp tặng cặp chăn đế cho anh em luôn. Cặp chăn đế gỗ gõ cho anh em. Đấy. Mà nhắc thêm anh em nha, những cái sợi văn vàng vàng này này, đây này, đây này. Mua nhà nó nổi cực kỳ luôn. Nó vô nhà nó cực kỳ luôn. Là lúc mà ánh sáng là tốt anh em, nó sẽ giật cho chỗ đó lên. Y như là cẩm hồng vậy. Nhưng mà là cái văn đây văn thẳng, nhìn nó cũng hay, nó không có cái gì đó nó hay của nó. Mỗi cái nó có đặc biệt bị khác nhau. Đó, anh em thấy đó. Không phải cây gỗ gõ nào cũng có văn chun giống vậy đâu nha anh em. Rất là hiếm á, và đây là có thể là cây đầu tiên. Mà cây trước giờ em thấy anh em ạ. Đấy, nó cứ chun chun như vậy đó anh em. Rất là lạ, đẹp và đặc biệt. Mình sẽ quay cho anh em xem cái mặt của nó này. Cái sợi chỉ vàng vàng đây này anh em. Đó, vô nhà nó sáng rực, đẹp lắm. Rất là lạ. Cũng chính nhờ nó mà tạo lên cái văn chun cho nó đó anh em. Ok. Ngang 2m, dài 3m1, dài 22 phân. Giá 120 triệu ba vận chuyển. Đó anh em, rất là đẹp ha. Thực tế là mắt thường nhìn nó sẽ đẹp hơn trong video anh em. Em hứa với anh em luôn, mắt thường sẽ đẹp hơn video á. Ok. Đây là con tấm thứ 9 rồi. Em xin chốt lại, kết thúc lại video đây nha anh em. Ra còn vài tấm nữa nhưng mà vậy thôi. Vậy thôi là đã đời rồi. Anh em xem mỏi mệt rồi. Ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video dài thật dài này của em nhé. Và anh em ơi, cái hàng này nó cực kỳ ít luôn. Anh em chốt lại lẹ. Anh em thích thì anh em bóc máy lên gọi điện liền cho em, chứ không là sẽ hết đấy, em hứa luôn. Cái hàng văn chun này không có nhiều đâu. Thiệt, hàng văn chun này không có nhiều đâu ạ. Ok. Chào tạm biệt anh em nha.